Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Audio nhé. Đấy, chiều hôm nay em có một con loa này, mang lên loa 30, bát 30. Mang lên để bán cho các bác nhé. Giá rất là tốt luôn. Đôi này thì từ trong ra ngoài là còn, đây chỉ là cái màng này nhá. Cái màng này về nó còn, nó xấu quá, nó cũ quá nên là em đã thay màng rồi, thay màng cả hai quả bát. Hai quả bát. Loa này nhìn đằng trước vào thì nó như này, nhìn rất là lạ mắt này. Ê căng nó chỉ có mỗi ê căng bát này thôi. Đấy, lõm vào nhìn rất là, nói chung là rất là lạ mắt, rất là đẹp. Đấy, chỉ bị muốn hai cái màng này là đã bị thay qua rồi, còn còn lại từ trong ra ngoài là còn ok hết nha các bác nhé. Đây là tép của nó này. Đấy, con này thì bát của nó là từ tầm 16-17, côn chắc là năm mấy ấy. Côn này em cũng không tháo ra để đo chính xác được nên là chắc nó khoảng khoảng năm mấy thôi. Đấy, và đây là em quay cái phân tần cho các bác xem nhé. Đây là phân tần của nó này, phân tần rất là nhiều tụ. Anh thấy chưa? Đấy, đôi này em sẽ bán cho các bác với giá là 4.500.000 đồng nhé. 4.500.000 đồng. Giá này báo này là giá tại cửa hàng của anh em, chưa bao gồm phí vận chuyển đâu nhé. Đấy, bác nào mà mua loa thì cọc cho em 1 triệu. Đấy, mua đôi này thì cọc cho em 1 triệu là em ship nhé. Còn những anh em nào mà đã mua rồi thì thôi không phải cọc nữa. Anh em đã làm ăn với nhau quen rồi thì không phải cọc nữa. Còn những bác nào mà mới mua lần hàng với em lần đầu ấy, thì cọc cho em 1 triệu là em ship hàng thôi. Đấy, bác nào mà có nhu cầu thì liên hệ với em qua số điện thoại 0868 893 777. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo.